hai tụ to, nguồn to, đủ dùng, tản nhiệt cả một mảng đen. Sắp xì bảy màu. Gọi builder thì nó hay là mạ, mạ là mạ bảy màu. Âm ly hoạt động hoàn hảo, không lẹt xẹt anh em nha. Bởi vì nó vướng cái đen đen này nên là quay nó bị che, nó sẽ cảm giác nó tối anh em nha. Còn hàng là đảm bảo cho anh em là chạy ngon bãi zin luôn đấy. Nếu không chạy ngon thì các bác không thể nghe được như thế này đâu. Đấy là cách các bác có sự suy luận ngược lại lời tôi nói đấy. Âm ly mà không chạy ngon thì làm sao nó ra được tiếng như này nhá. Mở lại nhá. Bát chép lao lướt, không thiếu thứ gì. Ngoài những đường vào âm thanh là aux tuner thì còn có vào và tép 2 và tép 1. Những đường này nó vào chất âm như nhau. Có mỗi đường phono là anh em không cắm thôi. Còn những đường vào này chất âm như nhau. Hôm qua anh em cắm đường nào thì phải vặn đường đó. Chiều bàn giao cho đêm đêm miên rơi theo cánh quân. Anh em thấy mình không đau chết đâu đây. Mình cũng đúng luôn. Bát nó đánh lên. Nghe quay trong vùng thương nhớ, lén lén đưa anh qua bên mộng này. Chẳng chuyện ngày xưa, chỉ đều ra hai khe đánh. Anh lấy cây là A B A cộng B. Đây là một trong những con âm ly có võ. Có võ. Giá rất bình dân. Ngày xưa thì bán con này toàn 4 triệu thôi. Ngày nay 3 triệu 500 nghìn đồng. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại nha. Cách đây khoảng 3 năm con này bán rất nhiều anh em nha. Các bác nếu muốn tìm hiểu thêm, cửa hàng đăng cái loại này rất nhiều video trên mạng. Ngày xưa bán toàn 4 triệu.